Quý vị, thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai được mệnh danh là thủ phủ trái cây của Đồng Nai. Thời điểm này các loại trái cây như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, vân vân ở đây đã bắt đầu chín. Thay vì chuẩn bị thu hoạch thì các nhà vườn nơi đây tập trung vệ sinh vườn để chuẩn bị đón khách du lịch tham quan trải nghiệm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Nắm được tâm lý khách không chỉ thích trải nghiệm hái trái cây ăn tại vườn mà còn muốn tự hái mua về, nên năm nay khi măng cụt chín, ông Doãn Văn Chanh không thu hái dự trữ như mọi năm mà vẫn để trên cây cho du khách tới tự hái. Theo ông Chanh, vườn măng cụt của gia đình ông năm nay dù thời tiết nắng gắt, sản lượng giảm so với mọi năm nhưng trái măng cụt vẫn to đều và ngọt. Chất lượng thì cây thì quá đạt rồi. Ra cây nào mà đậu thì đậu ghê lắm, mà cây nào không có thì nó thất luôn. Nhưng mà trái cây nào đậu thì quá trời là trái, trái quá là đẹp. Còn đây là vườn chôm chôm sen mít của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiền. Đây là một trong những vườn sẽ được chủ liên kết du lịch vườn ưu tiên dành cho những khách hàng nhỏ tuổi. Bởi vườn có nhiều cây chôm chôm và mít rất thấp, chín đẹp nên rất thuận tiện cho các em nhỏ vào vườn trải nghiệm, tự tay hái trái cây. Vườn được gia đình chị Hiền chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế hết mức sử dụng thuốc hóa học trên trái cây, đảm bảo chất lượng. Vườn này 1 hectare có 70 cây chôm chôm thái và 400 cây mít thái lá bàng. Rồi mít ra trái thì mình phải bọc trái đi, bảo vệ mình ít xịt thuốc bớt đi. Còn chôm chôm này thì mình không có ít xịt thuốc, lúc bớt ra trái mình xịt rầy thôi, cho nó không có bị rầy nè. Hiện một số nhà vườn ở Long Khánh đã bắt đầu đón khách. Ngoài có lượng trái cây phong phú, nhiều nhà vườn còn xây dựng thêm các khu tiểu cảnh đẹp để thu hút khách tham quan, trải nghiệm. Hiện trên địa bàn thành phố Long Khánh có trên 20 nhà vườn trực tiếp đón và phục vụ du khách. Mỗi nhà vườn sẽ liên kết với từ một vài cho đến hàng chục điểm vườn trái cây khác để tạo thành tour du lịch. Có nhiều điểm vườn với nhiều loại trái cây khác nhau, tạo sự đa dạng, hấp dẫn cho du khách. Mà em tới đây thì em cảm nhận được là một cái cảm giác là thân quen, giống như quê nhà ấy chị. Và ăn được những món ngon nè, rồi ha, phong cảnh rất là thân thuộc với mình. Rồi có vườn trái cây thì mình thích nè, thì mình tham quan rồi mình hái, rồi có thứ cũng được nữa. Điểm của mình đã lượt lại và mình tìm được những bạn đồng hành, những chủ vườn đồng hành với mình thì đem lại lợi nhuận tốt, cho nên bà con của mình đã chủ động làm dọn dẹp vườn nó sạch nè, làm những vệ sinh đồ, những nhà vệ sinh đồ cho khách đi lại nó cũng thoải mái hơn. Rồi cây trái nó cũng đều, nó đẹp và làm theo chuẩn sạch để cho du khách trải nghiệm cho nó được tốt nhất. Bắt đầu từ tháng 6, các nhà vườn trên địa bàn thành phố Long Khánh sẽ đồng loạt mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm. Cũng trong tháng 6, thành phố Long Khánh sẽ tổ chức lễ hội trái cây. Trong lễ hội sẽ có các chuỗi hoạt động như gian hàng trái cây, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp từ các địa phương, hội thi vẽ tranh thiếu nhi, vườn cây kiểu mẫu, gian hàng trái cây đẹp đã và sẽ góp phần tạo thương hiệu cho trái cây và du lịch sinh thái vườn của Đồng Nai.